Em chào các bác nhé. Phiên trưa của ngày hôm nay thì em đang có một ít cái hàng hạc Vĩ Hồng, cả hàng cân lẫn hàng thuần nhé. Bên cạnh đó thì em vừa mới về được một cái lô 5 cành tráng họng hồng, đen rỗ úc mắt đen và cái hoàng phi hạc. Thế sau đây thì em sẽ đi lên em báo giá chi tiết từng cái mặt hàng một ạ. Đầu tiên là em có cái hàng hạc Vĩ này. Hạc Vĩ này thì em đang xả nhá. Hàng khô ráo rồi, cứ một bó như này là 100k. Hàng này về các bác chỉ việc lên bảng thôi, ghép lên chậu hoặc bảng nhá. Đây hàng đang nụ này. Có thân thì đang nụ này. Thân thì nó đang bật ki nhá. Mầm gốc lên rất là nhiều luôn. Hàng này thì mọi người mua vô cùng lợi cân nhá. Đây. Vì hàng khô ráo rồi. Mầm lên rất là nhiều, cây cực kỳ khỏe luôn này. Em đang bán là 100k một bó này. Và toàn bộ giá hàng ở bên nhà em là đều không bao ship nhá. Phí ship đồng giá là 40.000 hết. Đây. Đó. Cứ 100k một bó, 100k một bó. Đây, còn bên này. Bên này nó là cái lô hạc Vĩ Hồng. Hạc Vĩ Hồng thì hôm nay em cũng xả cho mọi người là 250.000 một combo hai bảng nhá. Mặt hoa nó sẽ như thế này này. Đó. Cái dòng này thì nó rất là dày hoa nhá. Cái hạc Vĩ Hồng này thì em bán cho các bác bán giống thôi nhá, vì là hàng nó vừa mới hết hoa rồi. Hiện tại bây giờ là nó đang nảy ki này. Có thân thì nó hết hoa, có thân thì nó nảy ki nhá. Đây hàng này thì bán giống về cho các bác để các bác ươm ki, hạc Vĩ Hồng. Hạc Vĩ này thì mọi người lưu ý cho em này, là cái giống này này, là cái thân của nó siêu nhỏ luôn. Thân của nó nhìn như kiểu que tăm ấy. Đấy, cứ 250.000 một combo hai bảng này. Năm cánh trắng họng hồng, hàng đang đi ngọn của nhà em nhé. Một chậu này em bán với giá là 240.000. Trung bình một chậu thì nó sẽ dao động được 3 thân nhé. Đây nè. Thân tơ nhá, mơn mởn luôn, nhìn như rau muống sau mưa luôn. Cái hàng này thì về việc duy nhất của các bác là bây giờ các bác chỉ việc sang chậu thôi. Mặt hoa này. Bông cực kỳ to nhá. Nét căng luôn. Mà cái rau này thơm nhá các bác nhá. Nó rất thơm đấy ạ. Hoa tương đối bền. Dày hoa này. Cái hàng này thì hoa của nó gần như là nó phun từ gốc đến ngọn nhá. Và cái hàng này thì cái chiều dài tối đa nó sẽ đạt khoảng tầm 80 đến tầm 1 mét nhá. 80 đến 1 mét. Ngon ngật luôn này. Các bác nhìn cho em cái lá này. Bản lá nó rất là to nhá. Đây. Đó. Mơn mởn luôn này. Tầm này chơi thân chơi lá cũng rất là ok nhá. Một chậu của nó thì nó sẽ có 3 ngọn xen kẽ, ngọn ngắn, ngọn dài các bác nhá. Còn đây là cái dàn đen rỗ úc mắt đen của nhà em này. Đây một chậu siêu to này em bán với giá là 180.000 nhá. Mặt hoa này. Đen rỗ úc mắt đen, hàng chuẩn hoa xuân, hoa Tết đẹp. Đẹp chưa? Bông của nó cực kỳ sắc nét nhá. Mà cái dòng này nó rất là sai hoa nhá, dày hoa. Đây. 100% là thân tơ nhá. Hàng này về thì các bác cũng chỉ việc sang chậu thôi. Ngon ngật luôn này. Thân của nó béo ngậy luôn nhá. Hàng vẫn đang tiếp tục đi ngọn cả nhà nhá. Cái hàng này nếu như mà chăm tốt thì, thì cái chiều dài tối đa nó cũng sẽ đạt khoảng tầm 80 cm. Đây, các bác nhìn thấy thân nó mỡ chưa. 180.000 nhá. Và toàn bộ cái giá hàng của nhà em là đều không bao ship. Phí ship đồng giá là 40.000 ạ. Tiếp nữa cho các bác nhá. Cái lô hoàng phi hạc này. Hoa siêu thơm và bền. Em bán này là 200k một chậu. Chậu này thì nó xen kẽ cả thân già lẫn thân hoa nhá. Đây. Hiện tại thì có những thân nó đang có nụ, có những thân thì chưa có nụ nhá. Đây này các bác nhìn cho em cái mặt bông này. Mặt bông thực tế luôn này. Cái dòng này nó thơm lắm mọi người ơi, nó rất là thơm luôn. Bác nào mà chơi hoàng phi hạc thì mình biết là hoa nó siêu thơm mà nó bền hoa nhá. 200k một chậu này. Và cái giá này là chưa bao gồm phí ship. Các bác cộng thêm cho em 40.000 tiền ship nhá. Nghĩa là mọi người mua một thùng to, thùng nhỏ bất kể, đồng giá là 40.000 một thùng hết nhá. Còn giá hàng là 200k một chậu, hàng thuần 53. Về các bác chỉ việc chơi thôi.
hoặc là các bác sang cho một cái chậu khác cho nó đẹp. Đó, đây này, cái mầm mới này, mầm tơ nó cũng đang phát triển đây này, phân tơ đang phát triển nhá. Thanh đạm Indo hàng hai mùa hoa của nhà em nhé. Một chậu siêu to này em bán với giá là 380.000 này. Và toàn bộ giá hàng ở bên nhà em là đều chưa có cước vận chuyển, nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhé. Đây, thanh đạm này của nhà em nó là cái chậu size đại này. Một chậu này nó phải xấp xỉ khoảng tầm 20 thân nhé. Một năm thì sẽ có hai đợt hoa, một đợt hoa hè và một đợt hoa Tết. Hàng thực tế luôn này cả nhà này. Hàng này thì hoa của nó cực kỳ thơm nhá. Hoa thơm, tương đối là bền. Cái vòi hoa của nó đấy ạ, nó cũng rất là dài nhá. Đây mọi người này, hôm nay nó đang bắt đầu nó có cái nụ rồi này. Đây, 380k. Chậu này cực kỳ to luôn đấy ạ. Đây này, mầm đang lên này, cái mầm mới, thân mới nó đang lên này, này. Hàng này nó là hàng thuần rồi, về bây giờ các bác chỉ để như này các bác treo lên là được nhá. Hoặc là mọi người sang cho em cái chậu nó đẹp hơn thôi. Các bác đừng có dỡ cái đừng có đập cái bụi ở bên trong nhá, không nó đứt rất dễ nhá. Cái thanh đạm này thì nó không ưa nước nên là khoảng tầm 2-3 ngày các bác tưới một lần là được. Vũ nữ hoàng hậu xanh hôm nay em cũng xả nhanh cho các bác này. 250.000 một combo, hai cốc như thế này nhá. Đây, hoàng hậu xanh này, nó là hàng hoa hè, hoa sẽ nở rải rác từ tháng 5 đến tầm tháng 7 dương nhá. Cái dòng này nó đẻ con rất là sai. Đẻ con siêu sai luôn này, các bác nhìn cho em cái bộ rễ luôn này. Đẹp chưa? Hoàng hậu xanh, hoa xanh cốm nhá. Được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Hoa rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đây mặt hoa của nó đây này. Hôm nay em xả cho các bác đồng giá là 250.000 một combo 2 cốc nhá. Và hàng này em không bao ship. Đây, hôm nay những cái thân con nó đang lên, những cái mầm con nó đang lên này. Đó. Đây, các bác nhìn cho em cái bộ rễ nó có dã man không? Vĩ đại luôn đấy ạ. Đó. Em xả đồng giá nhá, một combo 2 cốc như thế này. Nó là 250.000. Còn các bác mua riêng lẻ một chậu thì giá là 130.000 nhá. Sóc tím chậu 2 cây nhá các bác nhá. Đây một chậu 2 cây này em bán với giá là 140k. Và toàn bộ hàng là em không bao ship, phí ship đồng giá là 40.000 nhá. Các bác lấy một chậu hay bao nhiêu chậu ship đồng giá 40.000 hết đây này. Dễ này. Cái sóc này thì mùa hoa của nó là nó rơi vào khoảng tầm tháng 5 đến tháng 7 dương nhá. Mặt bông này. Ra ngoài thì bông cực đẹp luôn, dạng hoa chùm, nhìn đúng như đuôi con sóc ấy, đẹp lắm. Hoa tím trắng. Hàng này là cái lá này, nó là cái lá được nắng nhá. Màu này là màu được nắng này các bác này. Đồng giá 140k một chậu 2 cây. Về các bác có thể tách ra các bác ghép vào lũa cũng được, trồng sang chậu cũng được. Cái này nó là dễ gió cho nên là nó không cần giá thể trồng đâu. Các bác trồng bo không như này nó vẫn sống nhá.